Rồi hello anh chị bà con nha, sới mới vừa về Hemphong Angel nè, đẹp quá nè. Số này là 203 nha anh chị nha, số rất là đẹp luôn, 21369. Mã nhất tài lộc vĩnh cửu. Trời số đẹp đúng đẹp luôn nha anh chị nha. Thì hiện tại em xe này nó bị hơi chày nhiều lắm, thì em sẽ tút lại hết và mới bán cho anh chị em. Nếu như hiện tại như thế này thì bán 140 thôi, còn làm lại hết thì bán khoảng 150, tại vì tút chắc khoảng là 90% chiếc xe rồi. Nó bị chày lẩm chẩm anh chị nha. Thì em xe này nói chung thì rất là tuyệt vời rồi. Nội thất rất là đẹp, ngoại thất thì hơi chày, tút lại 4 mâm lớp vỏ cực kỳ mới luôn. Gầm bệ chắc nịch nha anh chị nha, dàn ghế da đẹp chưa đó, túp lô túp ly rất là đẹp, keo chỉ Vindex. Bản này là cửa nóc 6 túi khí, vô lăng 4 chấu số tự động, màn hình cam da đầy đủ luôn nha anh chị nha. Đó, cửa nóc nè, đã chưa. Thì dù qua mới bán một con màu đỏ và con màu đen á, thì hôm nay mới về lại thêm em này nè, ghế điện luôn nè, nhớ vị trí ghế luôn nè, chính bấm ghế điện 6 bị túi khí luôn. Đó, ốc ác tem bọng logo màu đen rất là mạnh mẽ nha anh chị nha. Năng động xe mới vừa lấy về, em sẽ quay chi tiết cho anh chị nhìn, nó chạy chạy giống như nè, em sẽ làm lại hết cho anh chị luôn đó, làm hết rồi mới bán nha anh chị nha. Còn như thế này thì bán 140 thôi, anh chị em nào thấy được thì cứ nhấc máy alo cho Thịnh ha. Đó, phong dáng rất là tuyệt vời rồi. Rồi để bây giờ em lên chạy thử cho anh chị nha. Em này thì nói chung là chạy rất là im, dòng pho dòng này chạy xuống lắm nha. Rồi mời anh chị he một vòng nha. Hello anh chị em nha, em vừa chụp đội thêm em Ford Mondeo 203 gốc Sài Gòn nha anh chị. Vô lăng hướng lái hẳn rang à, chạy đẹp, chạy sướng nha anh chị nha. Cửa nóc luôn nè. Đó, em này là bản đủ 2.5 nha anh chị nha. Số tự động, màu đen, quyền. Bữa vừa qua có anh em nào yêu nói yêu màu đen thì thôi cứ nhắc máy alo lại cho Thịnh nha. Thì Thịnh mới vừa về nè, màu đen nội thất màu đỏ đẹp chưa, rất là sáng xe. Em đang chạy thử một vòng ở Bến Tre nè. Anh chị em nào yêu thì cứ nhấn máy alo cho mình nha. Mới vừa lấy về luôn. Thì hiện tại nó có chạy một hai lỗ nha, để em tút lại rồi em mới bán cho khách. Còn anh em nào muốn mua như thế này thì mua, còn không thì về em tút lại cũng được nha. Anh chị